video này, Cường sẽ tiếp cận Angkor Wat với một góc nhìn hoàn toàn khác biệt, đó là những điều bí ẩn của Angkor Wat mà chưa có lời giải thích thỏa đáng, cũng như là những lưu ý khi mà mình tham quan đền Angkor Wat. Welcome back to my channel, Cường Kinh Cúc Official. Chào mừng các bạn đến với kênh của chú Cường nha. Hôm nay thì Cường mời cả nhà của Cường khám phá đền Angkor Wat, một trong những ngôi đền rất là nổi tiếng và linh thiêng tại đất nước Chùa Tháp Cambodia. Đền Angkor Wat thì nằm ở tỉnh Siem Reap của đất nước Cambodia, cách Sài Gòn của mình là 485 km, nếu mà mình đi xe thì mất là 10 tiếng đồng hồ. Trước khi khám phá những điều huyền bí của đền Angkor Wat thì bây giờ chúng ta sẽ vào mua vé. Bây giờ là mình đi vào mình mua vé của đền Angkor Wat. Tại vé đây là phải in cái hình của mặt của mình lên luôn, tránh trường hợp là một cái vé xài nhiều lần ở cả nhà. Đây, bây giờ đang đi vào nha, vào là lấy vé Angkor Wat. Trong khu vực bán vé này thì cần thấy được rất là nhiều chỗ bán đồ lưu niệm cũng như là đồ ăn nước uống ở trong đây. Nếu mà trường hợp á mình một ngày thì ban 7 đô, còn nếu 3 ngày là 62, còn nếu ở một tuần là 72 đô. Nếu là khách du lịch thì thường thường mình chỉ dành nửa buổi hoặc là một ngày thì mình tốn khoảng là 925.000 đồng, còn nếu mà 3 ngày thì là 1.550.000 đồng, còn nếu mà ở một tuần mình tốn chi phí là 72 đô, khoảng là 1.800.000. Và kể từ lúc mà mình mua vé đến khi mình vào được đền Angkor Wat thì mình sẽ qua 3 trạm soát vé. Lúc mà mình vừa lên xe là sẽ có một đội soát vé trước, sau đó là mình đi giữa chừng xe dừng lại để soát vé, và cuối cùng là trước khi vào đền. Đây là cái phiếu tham quan ở đền Angkor Wat cả nhà. Cả nhà thấy không, là có chụp tấm hình của mình lên luôn nè, thấy không? Đây là đội soát vé đầu tiên khi mà mình lên xe để mình vào khu du lịch đền Angkor Wat. Tiếp theo là mình đi giữa chừng mình sẽ dừng lại, sẽ có một đội kiểm soát vé nữa đây. Trong đây là cực kỳ rộng lớn nên từ lúc mình ở ngoài cổng mình vào tới khu vực gửi xe đi là khoảng 3-4 cây số, nên tất cả phương tiện vận chuyển ở đây là mình đi bằng xe hết, chứ không thể nào mà mình đi bộ trong một khu du lịch như vậy. Nếu mà mình đi theo tour du lịch thì chắc chắn sẽ có hướng dẫn viên địa phương ở trong khu vực đền Angkor Wat này thuyết minh cho mình. Còn nếu mà mình đi riêng lẻ, tốt nhất cũng thuê một hướng dẫn viên người địa phương để thuyết minh cho mình những cái lịch sử cũng như là rất là nhiều thông tin bổ ích về đền Angkor Wat, chứ không thể nào mà một mình tự di chuyển trong tất cả khu vực trong này và tìm hiểu được hết được. Thường thì mình sẽ chọn cách là mua vé vào chiều ngày hôm trước, qua sáng sớm hôm sau, tức là khoảng 5 giờ 30 mình sẽ xuất phát đi vào Angkor Wat để mình nhìn ngắm được bình minh buổi sáng cực kỳ đẹp ở trong này. Và đây là trạm soát vé cuối cùng trước khi mà mình vào khu vực đền chính của Angkor Wat. Vô sẽ được soát vé cả nhà, đi đâu cũng đeo cái thẻ này hết. Đây phía sau lưng của mình các bạn thấy không, đó là bình minh nha, và chút xíu mà mặt trời lên nữa thì sẽ rất là đẹp luôn. Cả nhà mình thấy có một cái làn sương mờ mờ trên mặt hồ không? Đây là sáng sớm ở trong cái khu vực mà quần thể đền Angkor Wat cả nhà. Đây là mọi người ngồi để chờ bình minh lên nè cả nhà. Bây giờ gần 6 giờ thôi mà rất là đông du khách luôn. Angkor Wat thì nằm ở tỉnh Siem Reap, và Siem Reap thì cách thủ đô Phnom Penh tầm khoảng là 323 cây số, còn Angkor Wat thì cách ngay trung tâm tỉnh Siem Reap là khoảng 6 cây số về phía bắc. Tên gọi Angkor Wat còn có nghĩa là thành phố đền hay là thành phố của những ngôi đền. Đây là một quần thể đền đài di tích tôn giáo lớn nhất thế giới với diện tích lên tới là 162,6 hecta. Quần thể này có mục đích ban đầu là đền thờ Ấn Độ giáo của đế quốc Khmer, thần Vishnu, nhưng mà sau này do du nhập và phát triển mạnh về đạo Phật nên Angkor Wat đã chuyển sang thờ Phật giáo. Angkor Wat được xây dựng vào nửa đầu thế kỷ thứ 12 bởi vua là Suyavarman II, và nhìn từ trên cao mình sẽ thấy được quần thể này được bao bọc bởi một hồ nước xung quanh. Đây là một kiểu bố trí phòng thủ phổ biến của kinh thành ngày xưa. Angkor Wat luôn là niềm tự hào của người dân Cambodia và đã được UNESCO công nhận là một trong những di sản của thế giới vào năm 1992. Đây cả nhà thấy không, chạm khắc và cực kỳ là tinh xảo luôn, tất cả cái này là đều bằng đá hết cả nhà. Gần 1.000 năm rồi đó, quá đẹp. Đây là một quần thể rất là rộng, mình đi không biết khi nào ấy hết. Theo ghi chép thì quần thể Angkor Wat có trên 1.000 ngôi đền với kích cỡ và hình dáng khác nhau, mang đậm phong cách là kiến trúc của Khmer. Các ngôi đền nổi tiếng và khi mà khách du lịch đến đây tham quan sẽ có là quần thể đền Angkor Wat.
anh Angkor Thom và đền Bayon. Bây giờ thì Cường chính thức bước vào khu vực là đền Angkor Wat. Và đây cũng là ngôi đền có kiến trúc hoành tráng nhất trong toàn bộ quần thể, có lối vào theo chính hướng Tây, thẳng đứng mặt trời lặn. Đền Angkor Wat thì có 398 gian phòng, nối liền với nhau bởi 1.500m hành lang. Bên trên thì có 5 tòa tháp liên quan nhau bằng 3 tầng kiến trúc, trong đó thì tòa cao nhất lên đến là 65m và 4 tháp phụ cao 40m. Mỗi tòa tháp được chia làm 3 cấp độ, tầng thứ nhất tượng trưng cho địa ngục hay là đất, tầng thứ hai tượng trưng cho nhân gian và tầng thứ ba tượng trưng cho thần linh. Con đường dẫn tới chính môn của Angkor Wat cũng làm bằng đá tảng dài 230m, rộng 10m và có độ cao là 5m so với lại mặt nước hồ hai bên đền. Khi mà cả nhà nhìn hình ảnh này, mình sẽ nhớ ngay đến biểu tượng của Cambodia và xuất hiện trên lá cờ quốc kỳ của Cambodia. Nếu mà về kiến trúc, về lịch sử thì đã có rất là nhiều video trên tất cả các nền tảng xã hội như là social media. Còn video này Cường sẽ tiếp cận Angkor Wat với một góc nhìn hoàn toàn khác biệt, đó là những điều bí ẩn của Angkor Wat mà chưa có lời giải thích thỏa đáng, cũng như là những lưu ý khi mà mình tham quan đền Angkor Wat. Đầu tiên là những điều thú vị về đền Angkor Wat. Angkor Wat là tượng đài tôn giáo lớn nhất trên thế giới, được in trên lá cờ của Cambodia từ năm 1850. Thứ hai là đền Angkor Wat để tưởng nhớ cho thần Vishnu, một vị thần Hindu chứ không phải là cho một vị vua hiện tại nào. Và Angkor Wat được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1992. Trên những bức tường tại Angkor Wat có hàng ngàn những nhân vật câu chuyện tôn giáo được chạm khắc rất là tỉ mỉ và công phu. Angkor Wat là đền núi duy nhất ở Cambodia có lối vào chính ở hướng Tây, hướng mặt trời lặn, hướng được xem là hướng của sự chết chóc trong văn hóa đạo Hindu, Ấn Độ giáo. Những bức phù điêu của Angkor Wat được đọc theo chiều ngược kim đồng hồ. Và hơn 50% lượng du khách quốc tế đến với Cambodia chủ yếu là vì đền Angkor Wat. Hầu hết thì kinh phí khôi phục lại đền Angkor Wat đều được tài trợ từ những quỹ quốc tế và chỉ có khoảng 28% số lượng vé bán đi được chi trả lại cho đền thờ. Khi mà lần đầu mình bước chân vào khu vực đền Angkor Wat, mình sẽ thấy được nó thật sự rất là hùng vĩ và đẹp đẽ. Mỗi viên đá của nó đều được chạm sắc rất là tinh xảo, được bao phủ bởi những bức tranh phù điêu với tay nghề tinh xảo và trí tưởng tượng phong phú, đạt đến mức là khó tin. Chính vì vậy mà nhiều người cho rằng các di tích của Angkor được tạo ra không phải là bàn tay của con người mà là sự sáng tạo của các vị thần. Đền Angkor Wat thì được xây dựng vào thế kỷ thứ 12, tuy nhiên là vào cuối thế kỷ thứ 14 thì đã bị bỏ hoang và mãi đến thế kỷ thứ 19 mới được người châu Âu khám phá lại. Nơi đây từng là trung tâm tín ngưỡng của đế chế Khmer nhưng vẫn để lại nhiều bí ẩn lịch sử. Vào năm 1860, nhà sinh vật học người Pháp là Henri Mauao, với tình yêu và sự tò mò đối với các loài động vật nhiệt đới, đã đến vương quốc Cambodia. Ông nghe nói rằng có một khu vực nhiệt đới nguyên sơ ở đây, trong đó có nhiều loài sinh vật quý hiếm và xinh đẹp sinh sống. Bởi vậy mà Henri quyết định khám phá sâu vùng đất vô danh này. Và cũng chính từ trong hành trình đó, ông vô tình phát hiện một số viên đá và gạch xuất hiện giữa những cái cây và một số có chạm khắc rất là tinh xảo và có nhiều hoa văn hình thù rất là kỳ bí. Những dấu vết này đã đưa ông đến một quần thể đền thờ cổ kính và bí ẩn, có vô số những bức tượng tinh xảo với nụ cười bí ẩn trên khuôn mặt. Rất nhiều ngôi đền và cây đại thụ còn tồn tại và các loại tác phẩm điêu khắc đều sống động như thật. Lúc đó thì ông cảm thấy như mình lạc vào một thế giới đẹp như mơ và quyết định là dừng chân tại đây, cẩn thận khám phá và ghi lại mọi thứ. Tuy nhiên chưa kịp công bố phát hiện này thì ông đã biến mất một cách kỳ lạ trong khu rừng nguyên sinh rộng lớn. Sự biến mất của Henry đã khiến cư dân địa phương cũng như là chính phủ Pháp lúc bấy giờ cảm thấy kỳ lạ và một chiến dịch điều tra tìm kiếm quy mô lớn được triển khai. Tuy nhiên thì tung tích của ông vẫn chưa được biết đến cho đến một năm sau khi thi thể của ông được tìm thấy trong một khu rừng và nguyên nhân cái chết của ông được cho là do côn trùng độc cắn. May mắn thay là những ghi chú của ông về Angkor Wat vẫn tồn tại một cách thần kỳ bên cạnh thi thể và được mang về châu Âu. Vụ việc này đã gây chấn động toàn bộ phương Tây và mọi người đổ xô đến Angkor Wat Cambodia trong nỗ lực khám phá những bí ẩn của nó, và từ đây những tranh cãi về Angkor Wat bắt đầu xuất hiện. Và điều gây tranh cãi nhất đó là việc mọi người sẽ không tin rằng Angkor Wat được xây bởi nền văn minh con người lúc bấy giờ, tại vì kỹ thuật kiến trúc và sự sáng tạo nghệ thuật của Angkor Wat đã vượt ra khả năng cũng như là hiểu biết của con người thời bấy giờ. Phải có một nền văn minh hoặc là công nghệ tiên tiến hơn mới có thể thực hiện hóa được. Họ chỉ ra rằng một số vật liệu đá trong ngôi đền được gia công một cách hoàn hảo về thông số kỹ thuật và kích thước. Tất cả các tượng thần, Phật, người, tượng đều được mài nhẵn các góc cạnh, sống động như thật.
và con người thời đó gần như là không thể làm điều này chỉ với đục và búa. Phải mất hơn 2 giờ để đánh bóng một viên đá nặng chưa tới 100 kg, và trọng lượng của viên đá lớn nhất của đền Angkor Wat đã vượt hơn là 10 tấn. Đối với một hòn đá như vậy, thời gian tạo hình chỉ với búa và đục thật sự là không thể tính toán được. Và trọng lượng của đá được sử dụng toàn bộ trong công trình Angkor Wat là rất lớn, và những viên đá này đến từ những nơi xa xôi và vẫn chỉ một quãng đường dài mới đến được Angkor Wat. Nhưng điều đáng kinh ngạc và ngạc nhiên hơn là toàn bộ Angkor Wat được xây dựng trên một đầm lầy mà không có bất kỳ cấu trúc móng nào. Trong sự lắng động của thời gian, Angkor Wat không hề bị sụt lún, khiến nhiều người tự hỏi rằng làm thế nào mà người cổ đại lại xây dựng được công trình như vậy. Xíu mình đi thêm 2 đền nữa nha. Mình đi tổng hợp là 3 đền, nhưng thật sự ở đây có rất là nhiều ngôi đền luôn. Ở đây thì người ta tham quan tới cả tuần hoặc là đôi khi cả tháng mới hết cả nhà, chứ không thể nào mà tham quan mộc mài một buổi được. Mình ở đây kiểu như là cởi ngựa xem hoa thôi, chứ không thể nào mà tìm hiểu hết được cái nền văn hóa cũng như là kiến trúc của ngôi đền này rất là hùng vĩ luôn. Hành trình nguyên một ngày tại khu vực đền Angkor Wat là buổi sáng Cường sẽ tham quan khu vực là đền chính là Angkor Wat, sau đó là đi ăn trưa và buổi chiều quay lại và mình tiếp tục tham quan đền Angkor Thom cũng như là đền Bayon. Khoảng cách giữa đền Angkor Wat và Angkor Thom là 1,7 cây số, và tất cả di chuyển trong khu vực này là mình đi bằng xe chuyên dụng. Đã có rất là nhiều người đã từng sửng sốt trước sự vĩ đại và bí ẩn của Angkor Wat khi tham quan ngôi đền này ở Cambodia. Những nghiên cứu khảo cổ gần đây cho thấy Angkor Wat không thuộc về nền văn minh của nhân loại lần này, mà rất có thể là một nền văn minh viễn cổ của công nghệ cao hơn. Điều kỳ lạ là Angkor Wat có các hoa văn điêu khắc mô tả những con thú đã tuyệt chủng hàng triệu năm trước. Còn có những hình chạm khắc chiếc kính viễn vọng vào hệ mặt trời, lại là hình ảnh của tương lai. Làm sao mà những người thợ điêu khắc ngôi đền này có thể biết được những sự việc của quá khứ hàng triệu năm trước và cả chuyện của những hàng trăm năm sau? Ai mới là người thật sự xây dựng ngôi đền bí ẩn này? Những giả thiết gần đây của một vlog cũng là một nhà khảo cổ nghiệp dư người Ấn Độ đã mang đến những bằng chứng rất là thuyết phục rằng với công nghệ gần 1.000 năm trước, Angkor Wat khó có thể được xây dựng bởi người Cambodia. Ông đã tính toán rằng để xây dựng Angkor Wat với diện tích là 1,6 triệu mét vuông phải sử dụng ít nhất là 10 triệu mét khối đá, và giả thiết nhà vua Suyavarman II là người xây dựng Angkor Wat trong 37 năm. Và những người công nhân đã liên tục làm việc 12 giờ đồng hồ mỗi ngày thì tổng thời gian xây dựng trong 37 năm sẽ là 9.723.600 phút. Vậy khối lượng đá cần khai thác sẽ là tương đương 1 tấn trong 1 phút. Sau khi di chuyển tầm khoảng 5 phút thì Cường đã đến khu vực đền Bayon. Chút xíu đây nha, mình đi như thế nào, đường nào ra đường nào. Dạ một cái không anh? Cầu thông, nhưng mà gia đình mình điểm chính nó có nhiều phòng. Nhưng mà chính trong chương trình của quý cô chú là quý cô chú mình thăm đền Bayon. Ra thì đây là đền Bayon, có nghĩa là gọi là bốn mặt, cái còn gọi là nhìn về tứ hướng. Hay còn lại về tinh thần Phật giáo, từ cái lúc đã bất khả dị trọng lượng thì cũng mấy thứ cộng này cái đại diện cái thời ấy chế của Khmer có 50 cảnh và 4 thành. Trong cái cửa ngày xưa đó là trung tâm chính đất nước Campuchia. Vật liệu chính để xây dựng nên Angkor Wat đó là những hòn đá tảng rất là lớn và mỏ đá tại Phnom Kulen, cách Angkor Wat khoảng 80 cây số, được coi là nơi cung cấp đá chính cho công trình này. Nhưng có thể dễ dàng nhận ra rằng việc khai thác vận chuyển một tấn đá qua quãng đường 80 cây số, rồi sau đó gia công, đẽo, gọt, lắp ghép tất cả diễn ra trong vòng 1 phút thì điều đó không thể, và thậm chí kể cả công nghệ hiện nay. Nếu trường hợp đặt giả thiết vua Suyavarman II huy động được 1.000 nhóm thợ để làm việc, thì khả năng hoàn thành tất cả các đoạn trọn trên để lắp ghép một tấn đá trong vòng 1.000 phút tương đương 17 giờ thì cũng không khả thi với trình độ công nghệ thô sơ của Cambodia vào khoảng 1.000 năm trước. Cũng cần lưu ý rằng để xây dựng Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh có diện tích chưa đến một phần nửa so với Angkor Wat, người Trung Quốc vào thế kỷ thứ 15 cần sử dụng đến 1 triệu công nhân. Và với hơn 100.000 thợ thủ công xây dựng liên tục trong 14 năm, rất khó để có thể hình dung được rằng ở thế kỷ thứ 12 người Khmer lại có tiềm lực ngang bằng hoặc là hơn so với Trung Quốc ở thế kỷ thứ 15 để có thể xây dựng được đền Angkor Wat vĩ đại. Và một điều đặc biệt dễ nhận thấy nhất là khi mà mình vào tham quan khu vực đền Angkor Wat, Angkor Thom và hành Bayon thì sẽ dễ dàng nhận ra được rằng Angkor Wat sẽ rất đẹp so với những ngôi đền còn lại. Thì mọi người suy ra rằng trình độ tế tác sẽ khác nhau. Một điều rất là dễ nhận thấy là hình tượng thần được tạc trên các cột đá thời vua Suyavarman II sẽ rất là đẹp nhẵn nhụi, khớp nối giữa các khối đá được làm rất là khéo léo và tỉ mỉ. Trong khi các bức tượng Phật được tạc từ thời vua thứ 7 sau này lại vô cùng gồ ghề và sục sệt,
Vì sao công nghệ chế tác giữa hai thế hệ cách nhau chỉ vài chục năm lại khác nhau một trời một vực như vậy? Ông Raven Mohan còn phát hiện trong quần thể Angkor Wat có một tòa tháp nhỏ bằng đá được xây dựng rất là xấu, tương phản hoàn toàn về kích thước, công nghệ kỹ thuật chế tác và độ bền cũng như là mức độ thẩm mỹ so với công trình khác của Angkor Wat. So với Angkor Wat, Angkor Thơm bị đổ nát khá là nhiều và trình độ kiến trúc cũng thua kém rất là xa. Ông Mohan cho rằng những công trình xấu xí và kém bền vững này chính là sản phẩm của người Cambodia khoảng 1.000 năm trước, còn đại công trình Angkor Wat có thể sẽ không phải là di sản của người Cambodia thời đó. Mặc dù là người ta đã tìm thấy bức phù điêu khắc hình vua Suyavahan II với Angkor Wat trong quần thể di tích này, nhưng so với sự vĩ đại, tinh xảo, phức tạp của Angkor Wat thì bức phù điêu của vị đức vua lại quá là đơn giản, nhỏ bé và mờ nhạt, khiến chúng ta tự hỏi rằng làm thế nào mà người sáng tạo ra công trình vĩ đại lại có thể lưu danh theo hình thức này được. Và điều đặc biệt là Angkor Wat vẫn nằm trên một đường thẳng chạy vòng quanh trái đất. Vài chục năm gần đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng nhiều công trình cổ đại nổi tiếng trên thế giới đều nằm trên một đường thẳng hay gọi là đường slay chạy vòng quanh trái đất. Một trong những đường thẳng như vậy có lộ trình chạy qua đảo Phục Sinh, kim tự tháp Ai Cập, các hình vẽ kỳ bí trên cao nguyên Nga Ca của Peru, qua thành phố bị thất lạc Petra và vùng biển chết ở gần Địa Trung Hải, tiếp tục là qua dãy Himalaya, qua sông Tiền Đường ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc và qua khu di tích lục địa Atlantis huyền thoại. Như vậy thì Angkor Wat cũng nằm trên đường slay này. Và ngày nay nhiều người gọi đường slay này là kinh mạch của trái đất vì nó chạy qua những công trình cổ với kiến trúc phi thường, vô cùng bí ẩn, thậm chí có trình độ khoa học kỹ thuật vượt xa nền văn minh nhân loại của ngày nay. Bây giờ thì Cường tiếp tục di chuyển qua khu vực đền Tha Rông, rất là nổi tiếng với bộ phim điện ảnh Hollywood là Bí mật ngôi mộ cổ. Và cũng từ bộ phim này mà những ngôi đền trong quần thể Angkor Wat được thế giới biết đến nhiều hơn và khách du lịch bắt đầu là đổ xô về Cambodia rất là nhiều. Điều bí mật tiếp theo tại khu vực quần thể đền Angkor Wat đó là dùng kính viễn vọng để quan sát vào 1.000 năm trước. Tại một công trình ở Angkor Wat thì có chạm khắc cuộc chiến giữa thần Vishnu và thần Indra. Ông Raven Mohan đã phát hiện ra một chi tiết mô tả một người ở phía thần Indra sử dụng một vật kỳ lạ để quan sát thần Vishnu, và vật thể đã được xác định là một ống kính viễn vọng. Lịch sử khoa học thì ghi nhận rằng ống kính viễn vọng chỉ xuất hiện vào năm 1608, tức là cách đây 400 năm. Vậy làm sao người Cambodia có thể sử dụng chiếc kính này vào khoảng 1.000 năm trước? Và có một điều kỳ lạ tương tự là ông Raven Mohan cũng phát hiện một ngôi đền ở Ấn Độ được cho là xây dựng cũng từ thế kỷ thứ 12, có hình chạm khắc một trận chiến giữa hai vị thần và một trong những người đó có sử dụng kính viễn vọng để quan sát, và còn có những hình chạm khắc của những thứ được xem là như tên lửa chiến đấu của ngày hôm nay. Bây giờ thì Cường đã đến tham quan khu vực cuối cùng là đền Bayon, và khi mà mình vào đây mình thấy bán rất là nhiều đồ thủ công mỹ nghệ. Những người bán đồ ở đây mình thấy là nói tiếng Việt rất là sỏi, rất là nhiều luôn, và sẽ có một số là bà con kiều bào người Việt của mình sinh sống ở Cambodia. Từ ở ngay bãi giữ xe, mình đi vào tầm khoảng là 300-400 mét mới vào đến khu vực là tham quan. Bây giờ thì mời cả nhà tiếp tục cùng với Cường khám phá những điều kỳ lạ nhất ở khu vực là đền Angkor Wat, và tiếp theo là những hình thú đã tuyệt chủng. Trên một số bức tường đá tại Angkor Wat, ông Raven Mohan đã phát hiện ra một số hình chạm khắc con voi bốn sừng. Đây là một loài thú có thật trong lịch sử và đã tuyệt chủng 2 triệu năm trước, và bộ xương hóa thạch của loài này đang được bảo tàng quốc gia Indonesia trưng bày. Và ở một trụ đá tròn khác thì ông phát hiện ra hình chạm khắc một con thú với đuôi lúc nào cũng nằm ngang với cái đầu kỳ dị hay gọi là linh cẩu răng. Theo các nhà khoa học thì những con linh cẩu này đã tuyệt chủng 26 triệu năm về trước. Và một câu hỏi lớn mà hiện tại các nhà khoa học chưa trả lời được ngay thời điểm này, đó là nếu như vậy thì 1.000 năm về trước khi ngành khảo cổ còn chưa phát triển, làm thế nào mà những người thợ điêu khắc có thể nghĩ ra được những con thú đã tuyệt chủng hàng triệu năm về trước. Khi mà bước vào không gian khu vực này, mình sẽ thấy rất là khác so với hai khu vực còn lại là đền Bayon và đền Angkor Wat. Tại vì khu vực đền này sẽ có rất là nhiều cây tung cổ thụ xuất hiện trong bộ phim Bí mật ngôi mộ cổ. Khu vực này mình vào mình cũng cảm thấy là sẽ mát mẻ hơn. Tuy nhiên là những cái tàn tích, những cái phần mà đổ nát ở đây thì khá là nhiều so với hai khu vực còn lại. Quan cái đền này như là nó nói là được xây dựng cho thế kỷ 11, có nghĩa là người ta gọi là đền Ta Prum, tức
Đức Vua xây dựng, Đức Vua Chuyên Manh thứ 7 xây dựng. Thì sau khi bỏ quan trong rừng sau 400 năm thì con vật nó ăn, nó bỏ những cái hạt trên cái nền như thế này thì nó mới mọc ra cây cổ thụ. Nó bỏ đấy, đây là cảnh bên ngoài thôi. Như vậy là cây này là gọi là cây tung nha, cam chưa gần rồng sơ phun Việt Nam là cây tung. Cây này không phải là gỗ quý nhưng mà nó có sức chịu đựng đến 1000 năm. Nó chỉ sống nhờ chất nước thôi, từ trên nó rụng hết lá không còn lá nào, còn vào mùa mưa thì cái thân nó màu bạc, cái lá nó sẽ xum xê nha. Rồi quý cô chú, nhà của nó đây có nghĩa là cái đền này có nghĩa là Đức Vua thứ 7 xây dựng thờ mẹ của mình. Và điều bí ẩn tiếp theo đó là bí ẩn về thiên văn học. Hàng năm cứ vào 2 ngày điểm phân, tức là ngày 20 tháng 3 và ngày 20 tháng 9, các du khách có thể chiêm ngưỡng được hiện tượng rất là kỳ thú duy nhất trong năm là cảnh mặt trời mọc vào lúc buổi sáng ngày 20 tháng 3 và lúc mặt trời lặn vào ngày 20 tháng 9, vào đúng vị trí đỉnh tháp cao nhất của Angkor Wat khi mà nhìn từ phía cổng vào của ngôi đền. Chỉ vào 2 ngày này mặt trời mới có thể đi vào đúng vị trí đó. Làm sao mà những người Cambodia hơn 1000 năm về trước có thể xác định được hiện tượng điểm phân và xây dựng Angkor Wat chính xác đến như vậy? Và tại một công trình khác có một bức tranh, trong đó thần mặt trời của đạo Hindu ngồi ở giữa và 9 người ngồi chắp tay xung quanh. Điều này thì mô tả hệ mặt trời gồm mặt trời và 9 hành tinh lớn đang xoay quanh. Ngay thời điểm này, tức là năm 2024, mình nghe điều đó rất là bình thường. Tuy nhiên, 1000 năm trước thì chuyện đó rất là khó có thể để xảy ra. Tại vì sao Hải Vương mới được phát hiện gần 400 năm trước bởi nhà thiên văn học là Galileo, còn sao Diêm Vương thậm chí mới được phát hiện vào năm 1930 và cả hai ngôi sao này không thể nhìn thấy bằng mắt thường nếu không có kính viễn vọng. Vậy vì sao những người thợ điêu khắc khoảng 1000 năm trước của Cambodia lại có thể có được những kiến thức thiên văn chuẩn xác và có cả kính viễn vọng để quan sát được hai hành tinh mới trong hệ mặt trời này? Và điều bí ẩn cuối cùng là trung tâm của một thành phố tiền công nghiệp lớn nhất thế giới. Vào năm 2007, một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế đã sử dụng hình ảnh vệ tinh và các kỹ thuật hiện đại khác kết luận rằng quần thể Angkor Wat là trung tâm của một thành phố tiền công nghiệp lớn nhất trên thế giới. Nếu như vậy thì thành phố này có một hệ thống cơ sở hạ tầng phức tạp, kết nối một đô thị rộng khoảng 1.000 đến 3.000 km vuông tới những ngôi đền nổi tiếng ở trong trung tâm của thành phố. Đây được coi là một thành phố thủy lực vì có một mạng lưới quản lý nước phức tạp được sử dụng để ổn định, lưu trữ và phân tán nước một cách có hệ thống nhằm phục vụ sản xuất và sinh sống của một lượng dân khoảng 750 đến 1 triệu người. Và nếu thành phố này thực sự tồn tại vào những năm 1100 thì khi đó chắc chắn Khmer là một trong những đất nước hùng cường nhất thế giới và văn minh của họ sẽ được lưu truyền đến ngày hôm nay, nhưng mà rõ ràng thì không phải là thế. Như vậy chỉ có thể một nghi vấn rằng thành phố tiền công nghiệp có chữ Angkor Wat là một thành phố tiền sử được xây dựng bởi những người xuất hiện trước nền văn minh 5.000 năm lần của chúng ta. Ban đầu nó chỉ là một nhánh nhỏ thôi, nó sẽ bao trùm cây đa, hút hết cái bụi cây đa rồi, rồi là sống nhờ thân của người khác đấy, chi đa. Như vậy là đây là bối cảnh chính nhất của bộ phim Bí mật ngôi mộ cổ. Nha. Còn cô chú đi đây là có tỷ chỗ ông thì mình mua nó có 600 phần nha, mà cái đâu có cho mà sao lại cái gì? Một số lưu ý khi mà chúng ta đi tham quan khu vực quần thể đền Angkor Wat trong này. Thứ nhất là mình thấy được dịch vụ chụp hình ở đây rất là nhiều. Tuy nhiên là mình nên trả giá khoảng 50% so với lại giá của mấy bạn ở đây đưa ra là thứ nhất. Thứ hai nữa là khi mà mình đang chụp hình, người ta chỉ là chỗ này chụp đẹp, chỗ kia chụp đẹp, dẫn cho mình đi lòng vòng vòng. Nhưng mà chút xíu nữa người ta sẽ tính phí, người ta không chụp giùm mình. Người ta chỉ chỗ thôi nhưng mà người ta sẽ tính phí. Nên là mình sẽ lưu ý những trường hợp này để không bị mất tiền. Tại vì khi mà dính vào vấn đề này rồi thì thật sự thì hướng dẫn viên địa phương cũng không có xử lý được và giá sẽ rất là cao nha cả nhà. Lưu ý thứ ba là nếu mà trường hợp mình đi theo đoàn là mình sẽ nên đi theo hướng dẫn viên, tại khu vực này là rất là rộng, không thể nào mà kiểm soát được là đường đi lối đi và check-in của mình đang đứng ở đâu được nha cả nhà. Mình rất là dễ bị lạc trong khu vực này. Cuối cùng là mình sẽ chuẩn bị những đồ chống nắng và chai nước uống. Tại vì khi mà bước vào khu vực đền rồi là sẽ không có chỗ nào bán nước cho mình uống hết, chỉ có dọc đường đi hoặc là ở ngoài cổng mới có thôi. Nhưng mà đã vào khu vực này rồi thì sẽ không có chỗ nào bán nước, nên cả nhà mình lưu ý nha. Mình vừa kết thúc tham quan cái tour là đi xung quanh quần thể đền Angkor Wat cả nhà. Angkor Wat nè, Angkor Thơm nè. Lịch sử nhân loại là chứa đựng điều bí ẩn và hoàn toàn vượt xa với trí tưởng tượng của con người thời hiện đại. Có lẽ chúng ta cần thoát khỏi lối tư duy cố hữu, những định kiến. Có như vậy thì ta mới có thể nhận thức và lý giải được một số hiện tượng, nguồn gốc thật sự của những công trình bí ẩn như là Angkor Wat. Vậy ai là chủ nhân thật sự của Angkor Wat vẫn còn là một câu hỏi rất là bí ẩn.
Và điều cuối cùng Cường muốn chia sẻ cho cả nhà, nếu mà cả nhà thắc mắc về chương trình đi của Cường thì cả nhà có thể xem ở một bình luận. Cường có ghi một video về hành trình khám phá đất nước Cambodia 4 ngày 3 đêm. Còn video lần này Cường sẽ kết thúc đây. Cả nhà thấy hay thì nhớ like, share và comment để Cường có thêm động lực làm thêm nhiều video mới nữa nha. Và bonus thêm một điều nữa là do hôm nay là Cường bị cảm nên là giọng ghi âm có thể khác bình thường so với mọi video cả nhà đã từng xem nha.